Nhóm SEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình và mình là Cổ Ika. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Khẽ Hát Lời Yêu nha các bạn. Trên tay mình là tiến hành khui siêu kẻ phát lời yêu tập 6 nha. Siêu đóng khá không áp thôi, 8 trên 10 điểm nha các bạn. Đây chúng ta sẽ khám phá trong tập 6 này sẽ gồm có những gì. Quà tặng đầu tiên đối với tập 6 này đó sẽ là hai cái led file nha các bạn, hai led file 8 trang. Mọi chuyện được mua thêm từ APM các bạn, được tạo một cái lớp ánh ngọc trai bên ngoài rất là đẹp, bên trong là in màu nha, rất là tuyệt vời. Và cái led file này đã được tặng kèm xuyên suốt từ tập 1 của buổi chuyện nha các bạn. Đây chúng ta sẽ cùng khám phá nhân vật chính của chúng ta, đó chính là Khẽ Hát Lời Yêu. Cái phần B-Roy không được cán bóng khá là đáng tiếc nha các bạn, khổ là 13-18, giá tiền là 65.000 nha các bạn. Mua chiếc khấu hay quân quẩn 55-58.000 tùy nơi nha các bạn. Đây là cái biểu chúng ta ước gì cán bóng hơn, xịn hơn các bạn. Đây bị kêu màu bên trong chúng ta sẽ có những trang màu đầu chuyển, bên trong nội chúng ta trên giấy BB80 hoàn toàn trắng đen và không có một trang màu nào hết. Thì trọng lượng của tập này là khoảng 200g và số trang là 180 trang nha các bạn. Nội dung của tập 6 Khẽ Hát Lời Yêu, Himari trở thành quản lý của Laure, nhóm nhạc mà Siho với vai trò hát chính. Thử thách mới này khiến Himari hào hứng, xong lại làm Aki và Yori ôm những tâm sự riêng. Đây là tập 6 câu chuyện về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nơi cảm xúc chất chứa được giải bài. Mời các bạn cùng tìm đọc qua nhé. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.